Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2024. Để thông tin cụ thể hơn đến doanh nghiệp người nộp thuế về đối tượng, thời gian được gia hạn, trình tự thủ tục thực hiện gia hạn, phóng viên truyền hình Vĩnh Long có cuộc phỏng vấn bà Lê Thị Hồng Lĩnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long. Thưa bà, năm 2024 là năm thứ 5 chính phủ ban hành chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất nhằm tiếp tục hỗ trợ cho người dân cũng như là doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất. Như vậy thì xin bà thông tin cụ thể hơn là trong lần gia hạn này có những điểm mới gì ạ? Việc ban hành Nghị định 64 vào thời điểm hiện nay thì có ý nghĩa rất là lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh Vĩnh Long nói riêng, thì đã tạo điều kiện để cho doanh nghiệp giảm áp lực về việc nộp thuế cũng như là có được một cái nguồn vốn trong một khoảng thời gian ngắn để sử dụng vào cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về cơ bản thì Nghị định 64 lần này cũng không có nhiều điểm khác biệt so với các lần gia hạn trước đây. Về thời gian gia hạn lần này thì nó có ngắn hơn so với các nghị định trước đây. Về thời hạn được gia hạn đối với từng loại thuế và tiền thuê đất cũng sẽ khác nhau. Như vậy thì xin bà thông tin cụ thể hơn về nội dung này thưa bà. Thời gian phải nộp thuế giá trị gia tăng thì đối với thuế giá trị gia tăng phải nộp của kỳ tháng 5 thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024, của kỳ tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 thì thời hạn phải nộp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2024, của quý 2 và quý 3 thì thời gian chậm nhất phải nộp là 31 tháng 12 năm 2024. Về thuế thu nhập doanh nghiệp thì nghị định lần này gia hạn 3 tháng đối với số thuế tạm nộp của quý 2 năm 2024. Đối với các trường hợp là hộ thì thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng phải nộp thời điểm cuối cùng là ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đối với gia hạn tiền thuê đất năm 2024 theo Nghị định 64, thời gian gia hạn là 2 tháng kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2024. Thưa bà, như vậy thì doanh nghiệp người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất thì cần phải thực hiện một trình tự thủ tục ra sao để được thụ hưởng chính sách này thưa bà? Về trình tự thủ tục để mà người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng cái chính sách này thì cũng giống như các lần gia hạn trước đây. Người nộp thuế thì có thể là tải cái mẫu đề nghị gia hạn theo quy định của nghị định này và gửi đến cơ quan thuế bằng, có thể gửi đến bằng cả ba phương thức, gửi bằng điện tử, gửi bằng giấy hoặc là gửi qua đường bưu chính. Doanh nghiệp chỉ việc phải gửi một lần cho tất cả các cái mốc thời gian được gia hạn và gửi cùng với hồ sơ khai thuế. Nếu như không gửi cùng với các cái hồ sơ khai thuế thì doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh có thể là gửi riêng. Tuy nhiên thì cũng phải lưu ý là phải gửi đến cơ quan thuế trước thời điểm là ngày 30 tháng 9 năm 2024. Xin được trân trọng cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình Vĩnh Long.